Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ, mình xây tường 10 nhang cô chú anh chị và các bạn. Thì đã lâu rồi mình không có đăng một clip mà để xây tường. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn là mình xây tường 100 như thế nào, có nhanh hay là không nha. Thì mình những cái clip trước mình ẩm già những cái clip mà mình dán gạch ốp lát gạch tường á, mong cô chú anh chị là các bạn cũng thông cảm cho mình, tại vì mình đăng lên những công việc mình làm hàng ngày nên không có chia sẻ về những cái chi tiết làm như thế nào, cụ thể như thế nào. Thì chỉ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem để coi cách thức mình làm như thế nào thôi. Thì mong cô chú anh chị và các bạn xem và cũng thông cảm cho mình nha. Thì công việc cũng lu bu nên mình không có ra clip thường xuyên. Thì mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều trong suốt thời gian qua. Thì mong những video tiếp tới đây thì mong cô chú anh chị và các bạn xem và ủng hộ mình thêm, thấy có hay hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem video của mình nhé.
Thank you.